Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với channel của Phương Nga nhé. Trước tiên hết, Nga cảm ơn rất nhiều mọi người đã theo dõi những cái đoạn clip vừa qua của Nga chia sẻ về việc mà booking vé máy bay. Và Nga cũng có giống như là Nga đã plan rồi, cái kế hoạch của Nga là Nga để đi vào cái đợt Thanksgiving. Nhưng có nghĩa là mọi cái mình đã plan tất tần tật hết trơn mọi thứ, từ vé local cho đến vé quốc tế mình đã xong hết. Nhưng bỗng nhiên có một cái sự cố xảy ra, đó là cái chuyến bay của mình á, mình book thì thật sự ra, Nga nói thật sự các anh chị và các bạn biết là khi book vé máy bay bất cứ hãng nào mình cũng không có confirm là chắc chắn là không có sự cố xảy ra. Tại vì trong cái điều lệ khi các anh chị book vé, các anh chị sẽ thấy là nó sẽ có những cái khoản điều lệ, giống như là khi book vé máy bay thì nó sẽ có những cái trục trặc giống như là delay chuyến bay, hoặc là chuyến bay ngày hôm đó do sự ảnh hưởng của thời tiết nên người ta có thể người ta sẽ delay, hoặc là người ta sẽ hủy và người ta sẽ đổi chuyến khác. Thì Nga rơi vào cái trường hợp đó. Có nghĩa là khi mà Nga book vé máy bay á, các anh chị biết là khi Nga book là Nga book cái chặng đường của Nga làm từ Việt Nam qua bên Lod, qua bên Mỹ á, là Nga đi vào ngày 22 tháng 11. Nhưng khi mà Nga book hồi cái giai đoạn cuối tháng 8, sau đó khoảng chừng một tuần lễ, thì bỗng nhiên khi Nga check mail thì Nga có một cái sự cố xảy ra, là Nga nhận được một cái email. Và cái email đó nói rằng là cái chuyến bay của bạn là hủy và bạn có thể là di chuyển trước cái chuyến bay đó, trước cái ngày bay đó, đó Nga đi ngày 22 tháng 11 thì Nga sẽ bay trước đó là ngày 20 hoặc 21, hoặc là sau đó 2 ngày là 23 hoặc 24. Nhưng mọi cái mình đã sắp xếp và mọi người, bạn bè cũng như người thân và gia đình của Nga đã lập cái kế hoạch từng cái. Và khi thay đổi đột xuất đó thì mọi cái làm như là nó đã xáo trộn hết mọi thứ, đã giống như là mình đã sắp xếp rồi thì bây giờ nó thay đổi. Thì Nga giải quyết như thế nào? Các anh chị biết là khi đó thì chính bản thân mình lật đật search trên internet và mình tìm được văn phòng đại diện của hãng China Southern Air. Và khi đấy thì mình mới tìm được cái văn phòng của China Southern Air thì nằm ở ngay góc giữa Mạc Đĩnh Chi với lại đường Nguyễn Thị Minh Khai, có nghĩa là nó kế bên lãnh sự quán Mỹ, nó có một cái building. Thì các anh chị vô trong đó, các anh chị gửi xe và các anh chị ở dưới tầng trệt hỏi người ta là phòng vé của máy bay China Southern Air ở đâu, thì người ta sẽ hướng dẫn và mình chỉ, mình đến đó và mình hỏi. Thì qua trao đổi với những cái em ở agent thì các em cũng hướng dẫn mình rất là tận tình. Mặc dù là mình không có book vé trực tiếp tại agent của các em, nhưng mà mình book vé tại hãng. Thì các em cũng cho mình là nói là cái giống như cái vé của mình sẽ chỉ được delay, có nghĩa chỉ được thay đổi là trước 2 ngày hoặc sau 2 ngày. Hoặc là trong cái vé có nói là bạn sẽ nhận tiền lại của cái vé 100%. Thì khi mà mình cứ sợ là mình sẽ, khi mà mình refund lại cái vé, có nghĩa nhận hoàn tiền lại, mình sợ là mình sẽ mất nhiều cái phí. Tại vì các anh chị biết là đối với những cái chuyến bay, ví dụ như là do lỗi các anh chị, khi các anh chị thay đổi hành trình bay thì các anh chị sẽ bị đổi, phải giống như là mình đóng cái phí, giống như là cái phí mà chuyển đổi á, giống như gọi là, nói tóm lại là giống như phạt vậy, là các anh chị sẽ đóng khoảng tầm 200 đô. Rồi sự chênh lệch giữa cái giá vé cái ngày hôm đó các anh chị cần bay cộng vô nữa, nói tóm là cộng tới cộng lui thì cái giá vé nó sẽ cao. Có nghĩa là mình chỉ lấy lại một phần nhỏ của cái vé thôi. Nhưng do sự thay đổi nên Nga không biết làm sao. Và sau đó thì Nga mới điện cho người nhà. Thì người nhà Nga cũng có một cái số cái trục trặc, nên mọi người nói thôi bây giờ chuyển qua một cái ngày khác. Thì sau đó Nga mới lên trên đó thì Nga hỏi, thì Nga mới chọn phương án là nhận lại tiền hoàn toàn 100% của vé. Có nghĩa là Nga book với giá vé là 428 đồng cho round trip, có nghĩa là cho khứ hồi từ Việt Nam sang Lod và từ Lod về Việt Nam. Sau đó Nga nhận lại 428. Rồi Nga mới lên mạng Nga search tiếp thông tin là Nga coi cái khoảng thời gian nào thì sẽ khuyến mãi. Nếu như các anh chị và các bạn muốn biết á, thì các anh chị các bạn hãy vô cái trang web mà Facebook
Có nghĩa là chính China Southern Air họ cũng có những cái chuyến bay để mà họ thông báo là thời gian khuyến mãi, giống như từ Việt Nam sang Los, từ Việt Nam sang New York. Và Nga phát hiện ra là từ Việt Nam sang New York giá chỉ có 530 đô và từ Việt Nam sang ở San Francisco cũng có 530 đô. Và có những cái chuyến từ Việt Nam sang Úc thì giá tầm khoảng 400 đô. Nhiều khi có những cái người ta ghi là có nghĩa là giá vé chưa cộng giá phí sân bay, thì Nga nghĩ là nó khoảng tầm 400 đô hoặc là nhiều khi có khoảng chừng 300 mấy chục đô nữa. Và Nga nói mà không ai tin. Và chính bản thân mình khi lên đó thì trong lúc mà mình hỏi thông tin thì cũng có một số cô chú và một số các anh chị cũng đến đã book và họ cũng book được cái giá vé. Nhưng do cái chuyến của Nga nó thay đổi đột xuất và thời gian của Nga cũng đã thay đổi khác hoàn toàn. Và Nga đã về nhà, Nga suy nghĩ. Khi đấy thì mình không biết là thứ nhất là mình sẽ lấy tiền refund, đó có nghĩa là tiền vé hoàn lại 100% bằng cách nào. Và việc thứ hai, mình sẽ tìm một hãng máy bay khác có cái vé cũng tương đối rẻ. Thì đầu tiên bây giờ Nga sẽ nói về, trước tiên hết là Nga nói về cái cách Nga lấy refund. Có nghĩa Nga lấy vé toàn bộ là cứ họ thí dụ Nga mua 428 đồng thì bây giờ Nga nhận lại 428 đô hoàn toàn. Nhưng các anh chị và các bạn biết rằng khi mà các anh chị mua một cái vé, xuất một cái vé thì các anh chị sẽ thấy có một cái số điện thoại trên cái vé cho mình có thể là mình gặp trục trặc gì. Có nghĩa là khi cái mail người ta gửi đến cho mình feedback bằng mail. Trong đó mình hãy ghi cho người ta những yêu cầu, ví dụ họ tên, số điện thoại, địa chỉ email. Khi mà mình đăng ký như thế nào thì mình sẽ khai báo lại. Rồi, cái số mà thứ kế tiếp nữa là cái vé của mình sẽ đi ngày giờ nào. Và mình ghi là mình đồng ý lấy refund 100% hay là không đồng ý. Rồi sau đó người ta sẽ, cái thời gian mà người ta giải quyết cái đó là trong khoảng là 10 ngày nếu các anh chị hoàn toàn confirm hết tất cả mọi thứ. Thì trong 10 ngày làm việc, từ 7 ngày đến 10 ngày sẽ tiền sẽ trở về trong tài khoản của các anh chị. Ví dụ như các anh chị mua bằng một cái thẻ ngân hàng nào đó thì họ sẽ trả vào đúng cái tài khoản thẻ đó. Và khi mà Nga đang lúng túng rất nhiều việc, Nga không biết, tại vì mình thì mình đang gọi là trong cái gọi là cái lo lắng là không biết tiền mình có bị mất hay không, mình có lấy lời được hay không, mình sẽ có mua được những chiếc máy bay nào ok hay không. Thì Nga rất là lăn tăn, Nga rất là khó, giống như là nguyên mấy ngày trời Nga ăn ngủ không yên. Nga không biết là, tại vì cái plan mình dự định mỗi công việc của Nga là từng tháng từng ngày đang Nga plan hết tất cả, nhưng đột xuất mọi sự thay đổi thì mình cảm giác rất là khó chịu. Và sau đó Nga mới lật đật, Nga mới nói nếu như bây giờ mình muốn confirm xác định trực tiếp bên bển gì sao, thì các anh chị chỉ gọi số điện thoại vô Nga trên cái cùi vé thì nó có một cái là China Southern Contact Center, có nghĩa số điện thoại liên hệ với China. Thì các anh chị cứ việc bấm là cộng 86209 5539. Thì khi đó các anh chị sẽ được tiếp nối cái đường line đó với bên Trung Quốc. Nhưng mà Nga mắc cười một cái là Nga thấy là giống như là mình Nga bị mất một cái khoản phí là tiền điện thoại gọi nước ngoài để mà hỏi những cái thông tin đó. Tại vì khi mà các anh chị gọi qua bển thì người ta sẽ lưu lại và người ta record lại cái đoạn hội thoại giữa hai bên để nâng cao chất lượng phục vụ. Bất cứ hãng hàng không nào cũng vậy hết, họ đều ghi lại hết. Rồi khi Nga gọi qua, trước khi Nga gọi qua, Nga mới nghĩ trong đầu rằng thứ nhất, nếu như mình nói chuyện nó có cái kênh tiếng Anh thì mình sẽ nói tiếng Anh với họ. Còn nếu như mà họ không nói tiếng Anh mà người không hiểu thì Nga feedback là mình không biết tiếng Hoa thì mình sẽ đi tìm người biết tiếng Hoa, mình nói ý của mình vậy thì người đó sẽ thông dịch và nói chuyện với người bên kia. Nhưng rất may khi Nga gọi điện qua bên bển thì họ có một người, người ta nói tiếng Anh và cũng tương đối là ở agent ở bên bển, người ta nói tiếng Anh cũng tương đối là chuẩn và nói chuyện dễ nghe. Và Nga và bên kia trao đổi với nhau mọi thông tin, họ confirm xác nhận hết tất cả mọi thứ và họ đồng ý cho Nga lấy lời refund. Thì sau tầm khoảng có nghĩa là xác định bằng mail và xác định điện thoại, thì sau đúng, thật sự là đúng khoảng 7 ngày làm việc thì cái số tiền đó hoàn lại cho Nga 100%. Và Nga đã chọn được một cái vé khác của một hãng, giống như Nga chọn được một cái vé của cái hãng đó nhưng mà cái hành trình khác. Tại vì khi Nga nhận refund, Nga đang có một sự phân vân, tại vì hiện tại bên
bên Trung Quốc họ có hai cái hãng hàng không cũng tương đối. Thứ nhất là China Southern Air là một trong những hãng hàng không mà Nga đã từng trải qua và Nga đã từng đi qua thì Nga thấy rất ok. Nhưng còn một feedback thì nó trong cái mà Five Sky Star đó thì nó được 4 sao. Còn cái mà hãng mà Nga định mua đó là hãng cũng của nó gọi là Simon. Nga cũng đi lên đến tận agent của Simon ở trên đường Tôn Đức Thắng. Và Nga vô đó Nga gặp những cái em mà của hãng đó tiếp đón mình đó, thật sự là các em rất là nhiệt tình. Nhưng vì cái hãng Simon này nó tương đối là nó mới với thị trường Việt Nam. Và cái hãng này là chỉ có nghĩa là nếu như các anh chị đi du lịch sang Trung Quốc, từ đây qua Trung Quốc thì các anh chị sẽ đi hãng đó thì rất là ok. Nhưng mà chuyển từ Trung Quốc có nghĩa Việt Nam mà đi hãng đó để quá cảnh một cái sân bay ở tại cũng gần Quảng Châu, thì cái sân bay đó nó cũng là sân bay Simon, nhưng cái thời gian bay của nó không có ok. Nhưng giá vé nó rất rẻ. Nhưng khi Nga lên search trên thông tin của về máy bay thì hãng đó chỉ được đánh giá là 3 sao thôi. Và Nga cân đo đong đếm, có nghĩa là khi cái vé mới của Nga thì Nga mua lại là 540 đô. Nhưng cái hãng đó thì chỉ có là 440 đô, có nghĩa chênh lệch nhau khoảng 100 đô. Thì Nga mới đắn đo cân đối nhiều cái. Thứ nhất là về thời gian, thứ hai là cái sự đánh giá của người ta thì không ok. Có nghĩa có người thì nói là ok, có người nói là không ok. Do đó thôi Nga nói thôi bây giờ tạm thời cái thời gian này mình sẽ muốn chỉ đi những cái hành trình nào không hạn chế delay. Tại vì nếu như các anh chị mà đi hãng xe mình được một cái, khi mà cái thời gian các anh chị mà quá cảnh dài ha, thì các anh chị có được quyền đi ra vô Trung Quốc để mà thăm quan cái vùng đó. Và cái vùng của sân bay Simon đó, nó là một trong những nơi đẹp nhất, đẹp gọi là một trong những nơi đẹp nhất của Trung Quốc. Và do mình thật sự ra là Nga thì Nga chả biết tiếng Trung Quốc, Nga nói thôi nếu như mình chọn Simon thì mình cũng ở trong phía trong chứ mình không đi ra, tại vì mình không biết tiếng Trung Quốc, rồi có sự cố nào xảy ra thì mình sẽ không biết đường nào để mình về. Do đó thôi Nga nói tạm thời cái này đi ngày hôm khác. Và Nga đã chọn được China Southern Air. Sau đó Nga mới theo dõi những chương trình promotion của China Southern Air và Nga đã tìm được lại một cái vé, mặc dù nó đã mắc hơn 120 đồng, nhưng cái hành trình bay và cái giờ bay của Nga, Nga thấy rất là ok. Và Nga rất là thích là một cái là cái giờ bay đó, mặc dù là kỳ này Nga không có thể nào trải qua được một cái thời gian ở tại Mỹ vào cái thời điểm Thanksgiving như Nga dự trù, nhưng Nga cũng có thể có được cái khoảnh khắc, Nga biết được, Nga sẽ coi lại những cái khoảnh khắc mà Nga thấy là cháu của Nga nó bên bển nó đi nó quay phim chụp hình á, là ngay cái mùa Halloween. Và Nga sẽ cố gắng đi chung với cháu của Nga để đi có thể ghi lại những hình ảnh của những cái trái bí, những cái gì mà mình coi trên hình ảnh, coi trong phim, nhưng mình không rõ ở ngoài thực tế ra làm sao, thì sắp tới đây Nga sẽ ghi lại những hành trình đó. Và nếu như các anh chị mà có trục trặc gì khi mà book vé máy bay, Nga khuyên điều nhất, các anh chị online thì các anh chị sẽ, nếu như được thì mình sẽ giao tiếp trên online với cái hãng đó tại Việt Nam. Việc thứ hai, nếu như các anh chị không sure thì các anh chị cứ việc lên đánh từ khóa trong Google tìm agent tại Sài Gòn. Và các anh chị ra và ở ngoài agent, có nghĩa đại lý người ta sẽ hướng dẫn. Nhưng Nga nói đây, đây là đại lý chính của hãng tại Sài Gòn. Chứ các anh chị đừng đến những cái đại lý phụ giống như đại lý cấp 2, cấp 3, cấp 4 gì của cái hãng đó thì nó sẽ không có giải quyết. Tại vì họ nói rằng bạn không mua của tôi thì không bao giờ tôi giải quyết cho bạn. Cái đó là điều đương nhiên. Và ngay cả bản thân Nga, Nga mua của chính hãng và Nga lợi đó, thì các em đó chỉ giải quyết là giúp Nga những thông tin, còn xử lý những thông tin đó là tự bản thân mình. Tại vì chính cái hãng bên kia họ sẽ xác nhận nhiều thứ qua thông tin cá nhân của mình, và họ không muốn là người nào book thì người đó giải quyết, chứ không thông qua người khác. Và hãng, có nghĩa những cái người đại lý, họ nhân viên tại của hãng, người ta cũng nói như thế. Và Nga đã giải quyết được. Nếu như các anh chị và các bạn cũng giống như Nga, nếu như quá trình mà book vé máy bay đi từ Mỹ, từ Việt Nam sang Mỹ hoặc đi bất cứ nơi nào mà các anh chị mà bị trường hợp delay, thay đổi chuyến bay của hãng China Southern, thì các anh chị cứ việc coi kỹ mọi thông tin và các anh chị xem video clip thì
rất dễ dàng. Có nghĩa các anh chị cái việc gọi vào đường dây nóng của họ có hai đường dây, một cái là ở một, có nghĩa là chọn cái đường line mà của quốc tế, và các anh chị sẽ trao đổi với họ bằng tiếng Anh. Nếu như không tiếng Anh thì các anh chị nên tìm quyền trợ giúp, hãy hỏi những người nào biết tiếng Hoa, họ sẽ giúp mình, bạn bè mình. Mình phải biết tận dụng những người biết tiếng Hoa và bạn bè mình, họ sẽ hỗ trợ với mình và mình sẽ thay đổi rất dễ dàng, không khó khăn gì hết. Rồi, Nga cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi. Và clip kế tiếp của Nga, Nga sẽ kể các anh chị nghe hành trình Nga mút vé máy bay trong local của nước Mỹ như thế nào. Và khi đấy cũng có những trường hợp đặc biệt xảy ra và Nga đã giải quyết ra làm sao, và cái sự nhiệt tình của các hãng máy bay tại local và những cái quy luật. Có nghĩa là nếu như mình biết được thì mình sẽ đỡ rất nhiều. Và Nga tin rằng đối với những các bạn mà đi cái dạng mà đi du lịch mà tự túc, có thể tham khảo và biết đâu đây là một trong những cái mà có thể giúp cho các bạn tìm được những cái chuyến hành trình ok nhất, giá tốt nhất để mà thực hiện những ước mơ của mình và trải nghiệm cái như là cái lịch trình và khám phá nước Mỹ. Và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi nha.